Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 16 tháng 7 năm 2023 giá tăng nha bà con. Cụ thể hôm nay, mít ruột đỏ Indo lá bầu được thương lái mua tại vườn có giá như sau. Mít nhất là từ 28 tới 30 ngàn đồng một ký, trái từ 9 ký trở lên. Mít nhì từ 18 tới 20 ngàn đồng một ký, trái từ 7 ký đến dưới 9 ký. Mít chợ là từ 8 tới 10 ngàn đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác nữa. Xin kính chúc bà con nhiều sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.